Xin chào quý các bạn, trên tay mình đây là màn hình của điện thoại Oppo F3 đã vỡ tan nát. Đó. Điện thoại Oppo F3 có tên mã khác là Oppo CBH1609 đang có mặt tại Di động Cao cấp.vn. Và đây phần màn hình của máy. Đó. Khách hàng đến Di động Cao cấp.vn thay mới màn hình với tình trạng cái màn hình nó khủng khiếp như này. Đó. Di động Cao cấp.vn đã có những cái video chi tiết về màn hình của điện thoại Oppo F3. Hướng dẫn chi tiết cách tháo lắp thay mới màn hình của Oppo F3. Ở video này thì Di động Cao cấp.vn không nói về cách thay màn hình Oppo F3 nữa, mà chỉ đơn giản là giới thiệu các trường hợp khi nào cần phải thay màn hình của điện thoại Oppo F3, các lỗi trên màn hình của điện thoại Oppo F3. Điện thoại Oppo F3 chia làm hai phần. Đây là phần LCD hiển thị, cáp cảm ứng của máy nằm phía dưới này. Khi bạn gặp lỗi, nếu mà vỡ màn hình của điện thoại Oppo F3, nó sẽ chia ra làm như này. Đầu tiên là vỡ tất cả như này, thì quý vị các bạn chỉ cần thay một cái màn mới là xong, nhưng với chi phí đắt nhất. Còn nếu như quý vị các bạn mà vỡ trường hợp thứ hai là các bạn vỡ kính phía ngoài nhưng các bạn vẫn cảm ứng được, vẫn dùng bình thường, vẫn nhìn thấy các hình ảnh bên trong, vẫn điều khiển được, thì trường hợp này chúng ta chỉ cần thay kính phía ngoài của Oppo F3 với chi phí rẻ hơn bằng 2/3, thậm chí là chỉ bằng 1/3 cái giá thay cho bộ màn hình của điện thoại Oppo F3. Và trường hợp nữa liên quan đến màn hình của điện thoại Oppo F3 lỗi, đó là các bạn bị vỡ kính phía ngoài nhưng các bạn không cảm ứng được, các bạn không dùng được cái gì cả, chỉ nhìn hình ảnh bên trong, không vuốt, không chạm được, hoặc là chạm nhưng chỉ dùng được một số điểm và một số điểm mất, thì trường hợp này cũng vẫn phải thay cho bộ màn hình, vẫn quay về trường hợp đầu tiên là thay cho bộ màn hình, không tách rời cảm ứng được. Hiện nay thì màn hình Oppo F3 không tách rời cảm ứng các bạn nhé. Nó không tách rời được cảm ứng để quý vị các bạn có thể thay rời cảm ứng và LCD hiển thị. Thông tin chi tiết hơn, cụ thể hơn về dịch vụ thay mới màn hình của điện thoại Oppo F3, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đã được thực hiện tại didongcaocap.vn. Mọi thắc mắc thêm, xin vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.